Đầu tiên các bạn click vào link mô tả mình và bấm vào nút rơm. Nhiệm vụ này điền form các bạn. Mình sẽ để thông tin con này ở dưới cho các bạn. Rồi các bạn click vào. Rồi nhiệm vụ rất đơn giản các bạn. Thông tin điền form. IF sẽ phát cấp cần IOST các bạn. Nó sẽ phát là con này thanh toán nhờ cái máy ta. Phát 250 cần dành cho 5.000 user đầu tiên các bạn. Trình này gấp các bạn làm viết nó thanh toán vào ngày 14D and end up IRUP. Các bạn dịch tiếng Việt cho mình các bạn. Rồi nhiệm vụ các đơn giản, đầu tiên các bạn bấm vào nút sign up. Đăng ký một cái tài khoản này, các bạn bấm vào My Wallet, bấm vào nút sign up đăng ký tài khoản vào mail confit các bạn. Rồi các bạn follow Telegram, Twitter, Revit, Medium. Rồi các bạn điền thông tin mình làm gọi nha các bạn. Rồi xuống đây các bạn điền địa chỉ email đăng ký trên một cái site hồi nãy của nó đó các bạn. Rồi đây thì các bạn chọn quốc gia Việt Nam các bạn. Các bạn hãy đặt một cái bóp. Kỳ cục chơi. Các bạn trong quốc gia Việt Nam các bạn bấm tiếp nha các bạn. Tiếp, quốc gia Việt Nam tiếp, tiếp. Rồi xong các bạn điền địa chỉ confirm deposit. Điền username Redquick, username Twitter, username Telegram. Điền địa chỉ email register rồi. What you username medium. Cái này là dòng đầu là confirm deposit and firm. Để mình coi thử xem. Cái này là điền địa chỉ ví của mình các bạn. Các bạn nhấp vào IO, các bạn đăng nhập vào các bạn. Đăng nhập lấy ví mới được. Rồi. Nếu nó trả tất cả gì cho sàn này nè các bạn. Các bạn vào Mi Wallet nè. Hiện giờ có 3.000 user rồi. Rồi các bạn nào chưa có tài khoản thì bấm đăng ký. Mình có tài khoản rồi bấm sign in các bạn. Deposit cho ta. Đây là cái ví của mình các bạn. Rồi các bạn copy cái ví này nè các bạn. Bạn copy cái ví của mình đây nè. Copy. Rồi. Dạ my wallet. Copy. Rồi các bạn thoát ngang các bạn. Rồi các bạn bắt thông tin đầu tiên các bạn. Chết mẹ nãy gửi rồi giờ ấy lại nữa.
các bạn điền thông tin vô cái chữ nào mà có chữ nó có chữ deposit nè, chữ deposit này nè các bạn, thì các bạn bắt địa chỉ mình copy rồi bạn bấm gỡ là ok các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ các bạn. Từ khi tiếp cận nó phân phối nó sẽ trả về cho một cái sàn sắp mình đăng ký. Rồi. Vậy bây giờ mình kết thúc nha các bạn.